Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là mình xin giới thiệu một cây kiếm rất là hot mà là dạng cây con. Và đây là một video đặc biệt vì cái cây kiếm này đó là một cây kiếm rất là đặc biệt. Đó là một cây kiếm có tên tuổi, tên của nó là cây Hoàng Long, là với cây Phan Chí, tức là hai cây nổ đinh nổ đám về vấn đề về kiếm và giá tiền mắc nhất bây giờ. Thì chúng ta biết rằng là cây Hoàng Long có thể nói là còn đắt tiền hơn là cây Phan Chí nữa. Nhưng mà cây Phan Chí thì xưa nay là nếu mà chọn nó là cây mẹ thì nó lại không có lai được, nên cuối cùng là lai cây mẹ là cây Hoàng Long. Cây mẹ là cây Hoàng Long, cây cha là cây Phan Chí, để ra được cái cây con và khỏe đẹp như vậy. Còn bình thường hay gieo hạt bằng Phan Chí thì cây nó lên eo ột và thậm chí không có đậu. Tức là cái mô không có ra, nên lâu nay cũng không ai cấy mô. Nhưng cấy từ bản thân nó thì không được, nhưng chúng ta lấy từ cây là Hoàng Long lai Phan Chí thì lại may mắn là được và ra được cây, ra được cái chất lượng tốt. Thì hiện tại bây giờ cái sai cây như vậy thì đủ sức khỏe để bên mình xuất bán, và chúng ta thấy nó rất là khỏe mạnh. Như vậy về trồng thì trong vòng khoảng tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi là sẽ có hoa. Còn nếu các bạn nào mà trồng giỏi thì có thể trồng nhanh hơn, nhưng mà nếu bạn trồng chậm thì có thể 2 năm, nhưng mà cây nó sẽ lên rất là khỏe và nhìn bộ lá là rất là đẹp rồi các bạn. Mình cũng trồng cây con chưa được năm thôi, mình thấy nó cũng nhiều cây con cỡ vậy thôi, nhưng mà mình trồng chưa được năm thôi mà nó đã phát triển mạnh. Mời các bạn xem cái cây kiếm xanh mà lúc trước mình trồng là nó cỡ vậy nè các bạn. Mời các bạn xem thêm cái thông tin ha. Đây, các bạn thấy hồi lúc mình trồng á là nó nhỏ vậy nè, rồi bây giờ cây nó như vậy nè các bạn. Đó, cây nó như vậy nè. Đó, rồi cây đó nè, các bạn thấy nó lên đẹp không? Là cái kiếm xanh mà lúc mình trồng là nó nhỏ vậy nè các bạn. Nhưng mà sau trồng khoảng nửa năm hơn thôi thì nó lên cái củ. Cái củ đầu thì nó vẫn phát triển rất là mạnh. Cái kiếm nó có cái hay là cái củ đầu nó vẫn phát triển và nó đẻ con tiếp. Nó đẻ con tiếp, tức là cây vẫn đang phát triển ầm ầm vậy đó. Phát triển ầm ầm vậy đó, nhưng mà nó vẫn đẻ con. Có cây thì bắt đầu nó đẻ con này các bạn. Còn không nó vẫn phát triển cực kỳ mạnh luôn. Phải nói mà nó mà là bắt chớn mà nó ra rễ rồi trồng ẩm ẩm thì nó phát triển cực kỳ mạnh. Thì quay lại với cây Hoàng Long Phan Chí này, thì Mai Quy tin tưởng rằng với cái giống cây mà tên tuổi của nó sẽ rất là tuyệt vời để ra được cái giống cây con sau này, thế hệ sau này mà được lai từ hai cây nổi tiếng nhất hiện tại bây giờ. Và cuối cùng video thì Mai Quy cũng muốn nói là về cây thì cái lượng mà ra thì nó khoảng tầm 500 cây, nhưng cây nào khỏe nhất thì mới bán. Thì đợt này chỉ có khoảng 10 cây hơn thôi, 10 cây hơn. Xong rồi bán hết 10 cây thì cây phía dưới các bạn nó đôn lên, cây nhỏ, nhỏ xíu đó, nó đôn lên, nó cũng cỡ vậy. Nên thành ra là cái sản phẩm này thì cỡ vậy là bán. Nên các bạn nếu mà yêu thích dòng kiếm, muốn mua một cây kiếm mà hai cây nổi tiếng lai nhau để ra được cái sản phẩm có thể nói sau này còn đỉnh hơn cái cây Phan Chí Hoàng Long cũ, thì chúng ta nên mua từ bây giờ để chúng ta nuôi khoảng tầm 1 năm thôi là nó rất là bự rồi, bự lắm. Chứ còn ta chờ cây lớn nữa thì không ai làm, tại cỡ như vậy người ta đã bán rồi, chứ không nuôi nữa, người ta không có xuất trễ các bạn, tại vì xuất trễ người ta sẽ tốn rất là nhiều chi phí mà nuôi cũng lâu nữa. Đó, với lại giá thành của nó không hề rẻ, nó cũng phải, chúng ta mua cây này thì cũng phải vài trăm ngàn, tức là về giá tiền mà chơi bình dân thì thấy nó đắt tiền, nhưng mà trong kiếm thì nó quá rẻ tiền các bạn. Vài trăm ngàn thôi này quá rẻ tiền, so với cây kiếm thái hay gì đó cũng như nhau thôi, cỡ vậy thôi. Giá tiền cây kiếm thì kiếm đỉnh vài chục triệu, giống của nó là vài chục triệu, nhưng giá tiền nó chỉ có vài trăm ngàn cỡ cây kiếm thái thôi. Chúng ta mua cũng có cơ hội để chúng ta có thể nói gọi dùng từ trong lan có thể hơi quá chứ là đổi đời. Không phải đổi đời là làm giàu lên, nhưng mà chúng ta đổi đời có được cái sản phẩm tuyệt vời đẹp để ra được cái sản phẩm của chúng ta. Tức là hai cây lai thì chúng ta biết rằng hai cây lai thì không bao giờ có cây nào giống cây nào hết. Chúng ta sẽ ra được cây của chúng ta, cây kiếm của chúng ta luôn. Có thể chúng ta tự đặt tên cũng được luôn. Tại vì đó là cái kiếm sổ bông của chúng ta, các bạn ha. Chứ không phải, tức là cha mẹ nó vẫn là Hoàng Long Phan Chí, nhưng nó sẽ ra cây đặc thù của chúng ta. Mỗi cây nó sẽ có bộ lá khác chút xíu, có cái bông khác chút xíu.
nhưng tủ chung nó vẫn là bông vàng, màu vàng, vàng đẹp. Qua khích, dầu khích hay là đổ khích thế nào thì chúng ta sẽ được may mắn, được chiêm ngưỡng khi chúng ta trồng ra bông sau này. Thì đợt kỳ này mình về mẫu chỉ có 5 cây để quay video cho các bạn xem, thì nó cũng khoảng 10 mấy cây là hết rồi. Rồi nó đợt chúng ta mua sau thì nó sẽ nhỏ hơn cái cây này. Cây này là lứa đầu tiên các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video về cây kiếm hoàng long lai với cây phan chí. Chúng ta có nhu cầu mua hàng cũng vào trang web siêu thị hoa lai.com, đặt hàng theo mã số video đăng, hoặc là chúng ta gọi điện bên công ty mình để bên công ty mình gửi hàng này cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.